Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quyết định số 2882 thành lập Sở Chỉ huy Phòng chống COVID-19 thành phố Đà Nẵng. Gọi tắt là Sở Chỉ huy do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Trinh làm chỉ huy trưởng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam làm Phó Chỉ huy trưởng. Trụ sở của Sở Chỉ huy đặt tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố, số 24, đường Trần Phú, quận Hải Châu. Sở chỉ huy trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp cấp bách về phòng chống Covid-19, tổng hợp các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tiếp nhận ý kiến phản ánh, vướng mắc của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch đồng thời chỉ đạo xử lý các thông tin khẩn cấp về COVID-19 và đôn đốc các cơ quan đơn vị nhân dân trong việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chống dịch. Căn cứ nội dung tham mưu, báo cáo từ các sở ngành, ủy ban nhân dân, các quận huyện và các đơn vị để áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện công tác phòng chống COVID-19 trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực cách ly y tế, quyết định xử lý kịp thời các tình huống thực tiễn phát sinh để phòng chống COVID-19, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thành ủy về các chủ trương biện pháp phòng chống dịch khi dịch diễn biến phức tạp kéo dài